Sáng ngày 25 tháng 8, tỉnh Tây Ninh đã khánh thành Bệnh viện Dã chiến số 6 đặt tại khu công nghiệp Phước Đông, huyện Gò Dầu. Trong buổi khánh thành, ông Trần Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng lãnh đạo Sở Xây dựng, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đã đến tham quan và kiểm tra các hạng mục trước khi bệnh viện được đưa vào sử dụng. Bệnh viện Dã chiến số 6 được khởi công xây dựng vào ngày 9 tháng 8 theo quyết định số 1829 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ký cùng ngày. Quyết định xây dựng khẩn cấp Bệnh viện Dã chiến số 6 tại khu công nghiệp Phước Đông nhằm tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh, từ mức độ trung bình có bệnh nền đến bệnh lý đi kèm. Khi cần thiết, bệnh viện có thể chuyển 200 giường thành giường điều trị bệnh nhân nặng và thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến của Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu. Sau 14 ngày thi công khẩn trương, Bệnh viện Dã chiến số 6 đã hoàn thành xây dựng và lắp đặt các trang thiết bị. Ngày 25 tháng 8, bệnh viện được khánh thành và dự kiến sau 2 ngày nữa sẽ đón bệnh nhân. Mình đưa ra kịch bản là 3.000 bệnh nhân, 5.000 bệnh nhân, 10.000 bệnh nhân. Thì mình đang thực hiện giai đoạn là 5.000 bệnh nhân. Thì lúc đó mình tận dụng một cái nhà xưởng của cái khu công nghiệp Thạch Thành Công, diện tích khoảng 4.600 m². Mình đã triển khai và hôm nay là đưa vào vận hành tiếp nhận khoảng 100 bệnh nhân rồi. Thì trên cơ sở cũng vận động tất cả một số cái doanh nghiệp mà có tiềm năng, có khả năng thi công trên địa bàn tỉnh mình. Thì ở đây trực tiếp là công ty cổ phần Hải Đăng. Phải nói là cái bệnh viện Dã chiến này là nó thoáng và đẹp nhất trong các cái bệnh viện. Ở đây chia thành hai tầng điều trị. Một cái tầng điều trị là tầng 1 khoảng trên 200 giường, tầng 2, tầng 3 là 200 giường. Mình đang tiếp tục lắp đặt cái hệ thống oxy. Hôm nay coi như hoàn chỉnh để bàn giao lại cho Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu và các cái cơ quan chuyên môn để người ta đưa vào vận hành liền để mà có nơi tiếp tục điều trị cho bệnh nhân F0. Bệnh viện Dã chiến số 6 được xây dựng với gói thầu gần 11 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Bệnh viện có quy mô 500 giường với mặt bằng rộng rãi, thoáng mát. Nhân sự phục vụ tại bệnh viện sẽ do Sở Y tế trưng dụng, tiếp nhận và điều động viên chức người lao động. Và trong quá trình triển khai, thì đơn vị thi công cũng đã triển khai thi công chia làm 3 ca, kể cả làm đêm để nhanh chóng nhằm mục tiêu là đưa công trình sớm vào sử dụng trong vòng 14 ngày. Tuy nhiên, cái công tác chất lượng vẫn luôn luôn quan tâm và đảm bảo. Thì đến nay công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Trước đó, Tây Ninh cũng đã thành lập Bệnh viện Dã chiến số 1 tại khu công nghiệp Thành Thành Công với quy mô 600 giường, Bệnh viện Dã chiến số 2 tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh với quy mô 250 giường, Bệnh viện Dã chiến số 3 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh với quy mô 250 giường, Bệnh viện Dã chiến số 5 tại Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Cao Văn Chí, quy mô 120 giường.